Chào bố, tìm mãi Này không thấy diễn đàn nào mở mở ra tí để này, bố thông tin em là bên Mỹ có tình trị gì không? có nghe bố nói không? Nghe bố ạ. Ok, tại vì Nghe bố sao ạ. vậy? Đúng Bố rồi. mà mặc cái áo này mà bố chạy ra Little Sài Gòn xong bố. Không, tại vì cái bang của bác, bang của bố ở bên này thì xa lắm, mà qua xứ Sài Gòn phải đi máy bay 4-5 tiếng đồng hồ nữa, đồ khổ lắm. Tao chỉ chạy tao được tiểu bang tao tao đi tỉnh bơ, tao có mẹ đâu, tao từ đầu cuối tao đâu mà mấy cái bo tao đứng chụp hình rồi đó, nó có nghĩa địa gì đâu. Nói tao Nói nói chung thôi. là chạy ra Little Sài Gòn thì sao thì chả sao đấy, nhưng mà cũng kiểu như là Không, mình cái mặc này vào hay đấy lắm nó nè, là cái kiểu nó cái không khiêu ai khích á, cấm, nhưng nó không mà cái hay, kiểu không là khiêu hay, khích, nó là không cái khiêu hay. khích ấy, thì không ai kiểu như là người ta đang đám tang mà mình lại mặc áo đỏ rực rỡ vào thì khác gì là khiêu khích phải không bố. Cho nên Đúng rồi, là nó không nếu mà lên, không lên. cấm thì không ai cấm, nhưng không lên, người ta không quy được mình cái tội gì, nhưng mà người ta sẽ nói là mình kiểu mặc cái kiểu khiêu khích thì người ta sẽ lại đuổi mình ra khỏi cái khu đấy thôi, để cho giữ an toàn thôi, chứ còn ở bên đấy người ta Chẳng tự ai do là lầy tự mình do đâu, là nhưng có điều là mình không nên khiêu khích họ, là bởi vì là mình tạo ra một cái sự thù hằn cá nhân cũng không tốt. Nhưng mà có điều đó mình mặc ở nhà thôi thì ta cũng có cách nói. Chứ thí dụ bác hỏi thì tao là người Việt Nam, tao mặc đồ Việt Nam thôi, hỏi đồ Việt Nam đâu, ở đây đồ đồ thì đồ Việt Nam chứ đồ đi đâu, không tin mày gọi. Kỹ rồi mà làm hoài mà Hello bố, mình không tới ăn. ở Việt Nam mới cả, chào anh Đồng. Ok, ở Việt Nam mới áo đỏ khá nhiều bên Mỹ, bố biết là cái vụ gì không? Có thể là hủy Olympic rồi mà chuyển sang cho bên Mỹ thì sẽ thôi, thì các cái đội tuyển Việt Nam Olympic Nhật là hủy rồi, có thể khả năng là đá sang bên Mỹ đăng cai. Đồ mà bên Mỹ này nó dịch bạo nữa, ở là đăng với không đăng nó dẹp luôn chứ ở đó khổ. Đấy, đang đang bàn thảo nếu mà Mỹ mà đăng cai được là ok đấy, thì chắc chắn là cờ đỏ sao vàng Việt Nam là dập dập ở bên đây Không mà nó tao cũng mong điều đó xảy ra, nó hẳn về lúc đó là cờ đỏ sao vàng rực trời, tao đi mua cờ, mẹ cờ này mua đâu trời. bác cầm đi đâu rồi nhỉ? Tóm lại là thấy thằng bạn mình nó đi học bên Mỹ ấy. Thằng bạn mình nó đi học bên Mỹ thì nó nói là những người mà đi học trí tuệ cao ở bên Mỹ ấy. Hậu bên Mỹ cũng có, nhưng mà bên phía châu Á thì đi sang học nhiều, có Nhật, Hàn Quốc này, nhiều nhất là bọn Trung Quốc và các cái nước ở phía phía châu Á. Thế còn dân dân gốc Mỹ cũng có một số nó chịu học, còn cũng nhiều thằng nó nêu nóng nó chả học hành, nó cũng chả nghề nghiệp gì. Mà mình tìm hiểu thì cái bọn tàu khựa nó cử người đi Trung Quốc học từ những năm 80, nó đã cử đại người đi sang Mỹ học rồi. Nó chấp nhận là kể cả có người Trung Quốc định cư rồi làm ăn ở bên Mỹ cũng có rất nhiều. Rồi bây giờ là dân tàu khựa nó về hồi hương ấy, nó về nó xây dựng đất nước, xong đất nước nó giàu, nó xuất khẩu tư bản theo con đường vành đai ấy. Thì không biết là người gọi là những người mà lao động ở bên Mỹ đấy, số lượng người học trí tuệ cao thì cũng không không chiếm đại đa số. Không biết là ông Chu muốn kéo các cái doanh nghiệp tài phiệt từ Trung Quốc về Mỹ bằng cái kiểu gì. Thế cho nên là sau 4 năm là Trung cầm quyền ở nước Mỹ, đúng là càng càng khó khăn trong cái việc là ngăn cản Trung Quốc nó bước lên gọi là số 1 thế giới. Mình nghĩ chắc 2030 hết cỡ 10 năm nữa à? 10 năm nữa tổng cái quy mô nền kinh tế của Trung Quốc nó vượt qua. Thứ hai nữa là về cái khoa học công nghệ ứng dụng ấy, thằng Trung Quốc nó chả thua cái thằng Mỹ gì, nhưng mà nó chỉ thua về các cái khoa học mà chuyên sâu, khoa học vũ khí ấy. Chứ còn khoa học ứng dụng thì giờ dân Trung Quốc chắc nó chả kém gì Mỹ là mấy. Em nghĩ khoa học ứng dụng cả vũ khí 10 đến 20 năm nữa là mình nó cũng cũng đuổi kịp bên ạ. Vì bây giờ cái công nghệ Vì của nó cũng đạt được rồi nhưng nó chưa tốt thôi, nhưng mà để củng cố cho nó tốt thì 10 20 năm nữa nó củng cố là tốt, như Mỹ củng cố thì cơ bản là cái tiềm lực của thằng
thằng Trung Quốc về về tiềm lực của nó rất lớn, mà cái nhà nước Trung Quốc nó chủ động cho cái việc đầu tư cho các cái dự án nghiên cứu đấy. Thế còn ở bên Mỹ thì các cái dự án để nghiên cứu khoa học chuyên sâu ấy thì lại là các nhà tài trợ, thì là cái bọn tư bản tài phiệt, cho nên là vấn đề là tài phiệt cứ ở đâu nó có lợi nhuận là nó kinh doanh từ túng Nói lại, chung ở là đâu có lợi nhuận đây, Trung cho Quốc nên là nó mọi cái vấn đề nó đề ra, mục tiêu nó đề ra nó nhất quán không thay đổi. Như Mỹ chúng ta thấy là cứ ông này lên thì một chính sách, ông kia một chính sách, nó thay đổi thành Phật. Trung mình Quốc nói nó ra, đã mình nói ra các vấn đề này là lo lắng cho một số, lo lắng thì nó cũng nó thừa, nhưng mà nhìn nhận rằng là ví dụ như các thế hệ già như cầm những chiếc thì có lương hưu rồi, nhưng mà các thế hệ sau đó dân ở bên Mỹ ấy, những người dân mà dân trí tuệ cao thì không nói, nhưng người dân lao động phổ thông ấy, trong nhiều năm tới AI mới lại cái robot AI nó tham gia vào cái thị trường, người phổ thông ở bên Mỹ thì sống làm sao, phải tăng thuế, thuế mà nghe nói là ngày tăng thuế lên 100 đồng. Anh cầm Hello. thấy Rồi. không? Còn Cái lại vụ ở bên Mỹ tăng thuế 150% đấy là phách lưu, không phải đâu anh. Làm gì có cái chuyện là tăng thuế 150%. Đấy là mấy cái báo Người Việt nó viết để nó bôi nhọ ông Biden. tin Có thì giả ra là khi mà. thuế 21% thì cùng lắm ông tăng đến 27%. Làm gì có tăng 150% cho ngành neo với ngành dịch vụ. Không Đấy có là không, nó cái đó viết là tình tình xạo, tình giả tin tin phách lưu đấy. Làm gì anh thấy mà có cái chính sách nào tăng thuế như thế, gọi là từ 21 đến 27 dân đã kêu la làng rồi, làm gì tăng 150%. Em tìm vào cái link báo của tiếng Anh, không có một cái báo nào viết về cái tăng thuế 150%. Chỉ duy nhất tìm được một cái bài của Người Việt là cái blog, cũng không phải báo, nó viết đấy để nó bôi xấu đó, ông Biden thôi. rõ ràng thì đó, đó rõ ràng là nó không thích, mà tao nói thiệt khổ cái này nè, tin tin fake news dán mới bắt được tờ vàng lắm. Nói Ngày đến mai xây dựng qua em thì chỗ cầu Cửa Hội mà đi từ Hà Tĩnh sang Cửa Lò qua thấy đi, bà con Hà có lẽ Tĩnh mà muốn là cái việc ngày mai là người Việt Nam là lính thở xem tổng bí thư là ai đấy. Mai là bầu tổng bí thư. có cái tin mới một xíu nè, FBI nè bắt người phụ nữ đòi bắn vỡ đầu chủ tịch Hạ viện Mỹ nè, hai phụ nữ ở đưa ở bang Pennsylvania nè bị bắt với cáo buộc xông vào tòa nhà Quốc hội trong vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1, và bày tỏ có ý định giết chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, bị bắt rồi, hăm dọa thôi, đã bị dính rồi đây nha. Vậy là nếu mà vậy thì thằng Trần Nhật Phong nữa. Đâu, bác Thành Đông lên tí gì chưa chia sẻ gì lại nặng xuống rồi. Không à, thằng Đặng Nhật Phong nói tiếng Việt cho nên vì đó là cũng đỡ bắt rồi. Đủ, bây giờ FBI đã đưa ra một cái tin mới là coi như là đã tăng cái mức có tiền thưởng lên tới 100.000 đô la cho ai chứng tỏ và chỉ danh cho những cái hình mà họ mới bị đưa ra lên để mà đặt bom ống để mà để trong tòa nhà Quốc hội đó, 100.000 đô la. Kiếm tiền không khó nhỉ, ông bà chỉ ra cái 100.000. Mà nhất là cái vụ bây giờ mọi người cứ ra giả là gian lận bầu cử, ông nào cũng cho 1 triệu đô la tiền thưởng, phát hiện gian lận bầu cử mà thấy có ai giặt được cái giả đi đâu. Có Cái ai đâu, có ai làm sao mà kiếm ra được, có gian lận đâu mà ra khổ vậy đó. Cái gì là cứ đặt điều nó xạo với lắm luôn, mệt quá. thì đó nãy cũng nói với anh Hoàng, chú Cầm là vấn đề là ông Trump ông thành bước đầu là ông thành công về vấn đề truyền thông luôn đó, thì mọi người nên nhớ ông Trump ấy, xuất thân ông cũng từ đâu, ông gần như là một chùm truyền thông đúng chưa, mọi người nhớ thời gian đầu ấy, luôn dồn dập cái tin gọi là cái dư luận là đập cho ông Biden về vấn đề là lú lẫn và hay quên nói trước nói sau gì đó, là cái truyền thông nó đi nó lái dư luận theo cái hướng đó. Và thực tế rằng á sau này người ta đã chứng minh, tức là những cái luận điệu đó là toàn là đặt điều vu khống cho ông Biden không,
có những sai sót của ông Biden chứ không phải là không, tức là nhiều khi ông nói sai nói gì đó là có chứ không phải là không. Nhưng mà bên cái ông Trump truyền thông ông mới đẩy lên rằng câu chuyện là ông Biden là người lú lẫn, không còn minh mẫn nữa, không còn sáng suốt nữa. Nói như Mà cái thứ vậy, nói như vậy để mới hiểu rằng cái điều là một người mà đã được cả một cái phe dân chủ cả hàng mấy ngàn người, mấy mấy trăm người thượng nghị sĩ bù lên là đụng bộ ta điên hết à, thì bộ đó thì đó đụng thì chú cầm nhớ không, tức là điên cái thời gian có một thời gian đó ông Trump ông lái dư luận gọi truyền thông bên nước Mỹ luôn luôn đưa cái tin như chú cầm nhớ không, là nói câu chuyện là ông Biden là thế này thế nọ đó, và cái đám mà gọi là cái đám mà chống cộng cực đoan nó cũng hồ theo cái dự đó, nó đăng bài đó, nó rêu rao chú cầm nhớ Đấy, bây giờ có một cái tin mới nữa nè. Đây. Chánh án ra lệnh Trump Origation giao hồ sơ cho Bộ Tư pháp Mỹ New York. Nghe không? Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 30 tháng Giêng năm 2021, và sau đây là một thông tin đáng chú ý. Chánh án ra lệnh cho Trump Organization giao hồ sơ cho Bộ Tư pháp ở New York. Phát biểu từ bang Massachusetts nhiễm COVID-19. Cái là cái gì? Đó là một cái công ty của Trump á. Bây giờ đủ má Bộ Tư pháp đưa vô để điều tra hồ sơ thuế các cái này, xong rồi bắt đầu là nó quậy ông Trump này nghe. Bắt đầu từ giờ là ông Trump lại vướng vào vòng lao lý. Lao lý ở đây không phải là ở tù, nhưng có cái điều là nào là những cái trốn thuế, là những cái làm ăn gian lận, là rửa tiền, là các cái, là hầu như những cái công ty của ổng á, là bây giờ bắt đầu Bộ Tư pháp vào điều tra. Thấy chưa, tao đã nói mày rồi, mà khi mà ổng đã rời ghế rồi là ổng vướng vào một số vấn đề, mà vấn đề dính líu vào pháp lý rất là nhiều, mấy chục vụ, trong đó có những cái vụ hiếp dâm nữa. Mày thấy rõ ràng không? Khổ lắm. Ông này thì nhân cách cũng không có rồi. Ôi trời ơi, mệnh Tại mỏi lắm. là mỗi nước nó một có một chính sách, nước Mỹ có một cái chính sách kỳ, kiểu như là tổng thống ân xá con thấy nó kỳ đúng không ạ? Tại vì người ta phạm tội chán chê đi, xong bắt đầu chỉ cần tổng thống nói phát là vô tội con thấy nó sao sao mà ông ấy tha đến đến cả trăm người hơn trăm người không biết là Nó còn cái vui đúng không? Còn có cái điều là tự ăn xá, tự tự ăn xá cho chính mình mới là ghê, nhưng mà cái này hình như ông không có làm, hình như ông làm cũng được, nhưng mà hình như là cái điều này không biết có làm được hay là không. ông ấy là ông sĩ diện, ông ấy sợ làm là kiểu như là tự mình nhận tội thì mình ân xá, chứ ông ân xá thì còn chưa biết thành công hay không, cho nên ông không dám làm. Đúng rồi. Nếu mà ông biết chắc thành công thì kiểu gì ông ân xá, nhưng mà bây giờ ân xá nó thành công thì chả nói làm gì, không còn gì nói. Nhưng mà quốc hội ta phản đối cái thì ông ấy tự nhiên là bị mang tiếng là ông có tội, ông nhận tội thì mới đòi ân xá, cho nên là rất khó cho cái con đường sau này, cho nên là ông ấy sĩ diện ông không làm. Nhưng mà Khổ con lắm. thấy cái chính sách mà ân xá rất là kỳ, bởi vì theo cái chính phủ mà ông ấy làm loạn lên, xong bắt đầu giờ mà ông thích là ông ân xá hết, may vì cái ông này là ông ân xá vì tiền. Bố thấy đọc là ân xá vì tiền không, 2 triệu đô một vụ ân xá. Đúng rồi. thì tao nói rồi, nó khổ cái vậy đó, cái bị đó thì khi tao nói thì tao chán ngán, là bàn tới chung là tao nói là chán ngán, là khổ lắm, bởi vậy cái gì cũng dính tiền cả. Thậm chí khi rớt rời ghế rồi mà không biết là mình đã thua rồi, biết là thua rồi, trong vòng sơ bộ là biết mà đã thua rồi, bắt đầu là đủ mà quy động để mà quyên góp, thấy không, cũng vì tiền, cũng tiền, có ai bây giờ mà rời ghế công thức mà đủ cổ động mà kiếm cả 100 triệu đô la không? Anh mãi Việt Nam này nói cũng đúng nhưng nó không đúng hết. Việt Nam chủ tịch nước ân xá chỉ sau khi tòa án tối cao xử và cái tội chết thì người ta ân xá cho không chết nhưng vẫn ở tù, tức là được sống thôi, chứ không phải như kia xóa phát là trắng án luôn, nó lại thành một người người mới, cho nên là nó không giống như ở Mỹ. Không, khác nhưng nó khác xa. Nó Còn cái khác này, còn cái vụ mà tự ăn xá cho chính mình nữa mà là kỳ, cũng khổ ghê, mệt ghê. anh nói ví dụ như ở Việt Nam á, tham nhũng năm nhất kể cả bộ chính trị tham nhũng cũng lôi xuống xử, còn cái khi mà người ta ân xá là cái việc khác, là anh đã bị xử rồi bị thu hồi các kiểu rồi. Cùng Có nắm ân bị xá thu tha vẫn hồi. chết, còn kia là ân xá một Ở cái Việt là Nam không thì làm đồng nhân phạm tội nữa, người tử ta hình bỏ đó, mà tội. nhà nước ký lệnh ăn xá thì ăn xá tội chết thôi, vẫn là chung thân, ta mới hiểu đó. Còn ở đây thì khác, ở đây là trời, thật mệt ghê đó. Thì nói chung là ân xá cho cái tội chung thân thì cũng có cơ hội là khi ân xá chủ tịch nước ân xá toàn quốc thì có thể là được ra tù trước cái thời hạn một chút, Ồ thì ừ. cũng chả vẫn là tức là vẫn phải chịu tội rồi. Còn như bên Mỹ
ân xá ông chua ân xá cho đến hơn trăm người là thành vô tội luôn, có tội gì vô tội luôn, rất là nghe có vẻ nó không được hợp lý. Không, nếu mà ân xá có nghĩa là phạm tội gì thì ân xá tội đó thôi, chứ thí dụ như là thường thường mà ông chủ ông tổng thống Mỹ hình như là ông ân xá cho những bộ lính trong trong những cái dàn cao cấp thôi, cho người dân ở ngoài ông đâu có ân xá đâu. Ông Thành Đông có gì chia sẻ không? Ông muốn muốn nói chút về mấy cái chuyện mà còn lại, cứ nhắc đến mấy học sinh du học sinh của Trung Quốc. À nói đi, em có mày cứ nói thì đi. Mình sống ở vùng này thì có trường trường Cambridge ở đây thì trời ơi, đông nhất là mấy học sinh Trung Quốc qua đây học. Năm nói chung nó kiếm tiền nhờ mấy người sinh viên Trung Quốc qua. Nhưng mà cái này cái số lượng Trung Quốc đầu tư cho dân chúng để mà nâng cao trí tuệ hay cái gì đó tôi thấy cũng nhiều lắm à. Nhưng mà mình tư tưởng người Việt cứ nghĩ là Trung Quốc vẫn còn kém phát triển công nghệ hay khoa học gì đó. Theo anh thì anh thấy cũng không đúng đâu. Mấy năm trước kia ở đây nó có dự án là Trung Quốc nó muốn đầu tư là nó xây máy điện hạt nhân bên nước Anh này đó. Bên Mỹ thì nó đang nhúng tay vô làm mấy cái tàu điện cho bên Mỹ. Thì nói về vũ khí thì bây giờ giống như là nó đi trước nước Mỹ là nó có gì mấy cái tên lửa siêu nhân gì đó, siêu tốc độ. Là Mỹ Mỹ hình như Mỹ bây giờ đang mới có thôi. Em bổ sung cho anh cái này, cái Trung Quốc đi trước Mỹ này, cái 5G là thứ nhất này. Vi tính mà loại vi tính lượng tử ấy là Mỹ chưa có, Trung Quốc nó có rồi đấy, nó đi trước Mỹ. Tại vì hàng hóa Trung Quốc thì nó mình chỉ biết là nó là công xưởng thế giới mà nó chưa mình chưa xài những gì nó tự tạo ra hay là tự buôn bán, nhưng mà bây giờ dần dần nó có rồi đó. Nó có nói cái nó có những cái hãng mà mình có thể giống như đồ chơi của anh là máy âm thanh. Bây giờ theo tôi biết á, và cái hãng điện thoại về công nghệ đó, hình như nó đã có những cái điện thoại của Huawei á, là nó mắc tiền hơn iPhone nhiều nha. Bây giờ iPhone khoảng $1,000, $1,200 thì, nhưng mà cái mũ mua cái Huawei mà của nó xài hình như là $2,000-3,000 đấy. Không đúng ra cái hãng đó là cái hãng mà lớn nhất trong thế giới nha. Nó hình như nó bán nó chiếm được khách hàng cũng bằng số lượng của iPhone đó. Huawei. Rồi ông Trung đánh là nó xếp trước cả Apple mà. Ông Trung đánh nó thôi thì nó không được có cái Google ấy. Quan trọng nhất là cái chip thì không quan trọng, bằng cái Google thì nó phổ biến. Thì ông Trung cấm Google cho cái tìm kiếm Google này, YouTube các kiểu ấy thì nó bị thất bại thôi. Chứ còn nói về khoa học công nghệ thì bây giờ thằng Trung Quốc là một cái nhân vật cũng đáng gờm lắm, chứ cũng không đơn giản như mình nghĩ đâu. Thằng Mỹ tới đâu là nó tới đó đó, thì đơn giản gì đâu, đơn giản mà thì bởi vì chính sách của nó là đi đua với Mỹ chứ không phải đi đua với Việt Nam. Bởi vì mấy người trong cộng mà cứ nói mấy tại sao mày hàng với giặc ác với dân, xin lỗi nó có chả thèm nó chả thèm quan tâm gì đến tụi mình nói gì hay chống đối gì. Nó khổ lắm rồi, nói chuyện với mấy ngu rồi má mệt, nói hoài cãi hoài cả mấy chục năm rồi đâu mới đây đâu, phiền quá. Một cái vô duyên nhất là đụng nó mà Việt Nam mình ở sát sườn đó, đụng má sông liền sông, núi liền núi, đi bộ đi qua đi lại được,
nếu sợ đủ cái bộ đó nó cứ nói sàn chứ lên cái mạng Weibo mấy cái mạng ấy của Trung Quốc thì nó nói Việt Nam chưa bằng GDP của Việt Nam có tăng cũng chưa bằng một cái tỉnh Quảng Châu của nó sợ gì Việt Nam chưa bằng một tỉnh Quảng Châu của nó tổng thu nhập tư dân mà đủ má nó đâu có để ý cái đâu nhưng mà nó cũng ngán Việt Nam lắm nhưng mà có điều thôi cái chuyện nó không quan trọng không bàn mà có cái điều vô lý nhất là đủ má một cái thằng ở Việt Nam buôn bán sát biên giới giống vậy con gì con Minh Minh con gì đó rượu má nó buôn bán hàng quá ở Trung Quốc nó nói rượu má về đóng cửa khẩu là nó chết liền rượu nó đang trữ đồ để nó xuất khẩu Trung Quốc buôn bán Trung Quốc mà đồ nhưng mà nó khổ một cái vậy nó không sợ nó đéo sợ mà trong khi đó người khác là đồ bên nửa bán cầu này còn la ông ấu la ông nhảy dựng lên giống như rượu bắt phong long như là bắt lửa đốt nước sôi đổ vào hán vậy ta cũng không biết sao rượu má chuyện nhiều cái vui vui cười cười mày. Nói chuyện không có lối chuyện không có lối chuyện gì chứ Tiếu Lâm nhiều khi con nói được. Nói một số anh em chống cộng và một số anh em phân biệt vùng miền ấy bảo miền Bắc chơi với Trung Quốc nhiều nhưng con nói cái lượng xuất khẩu của miền Bắc này không thấm vào đâu mấy miền Nam đâu trái cây vựa trái cây các thứ vựa trái cây miền Nam mới nhiều chứ nhưng mà nó khổ mà từ Bình Thuận vào nhà nó đủ hơi lên biên giới con nói với bố nhé có ba xe cái đồ của miền Bắc thì đến 7 xe của miền Nam. Nói phân biệt nhất là Thanh Long, nhất là Thanh Long sầu riêng á. Trời ơi đồ. Thanh sầu riêng thì mang cột các kiểu trái cây của miền Nam là xuất Trung Quốc chứ bố bảo xuất đi đâu. Thái Lan nó còn trái cây ngon hơn. Các cái nước của cái vùng đấy nó còn ngon hơn xuất đi đâu sang các cái nước ở cái mặt Nam đấy thì nói hoài hồi xưa giờ nếu là hoài. Thế mà cứ đi phân biệt vùng miền bỏ miền Bắc và do Trung Quốc nó điều khiển. Ê, bây giờ không chơi với Trung Quốc, không chơi thì chính là những cái người mà vựa trái cây của miền Nam mới là lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long mới là chết. Đồ quá thằng Mỹ lại chơi với Trung Quốc đồ má vì bố phải biết là cái bọn thương lái Trung Quốc nó đến tận Cà Mau nó mua cua tôm Cà Mau rồi đến tận Nha Trang nó mua là nhiều chứ miền Bắc thì ruộng ít vườn ít xuất được bao nhiêu có ít cái đồ mỹ nghệ mới ít cái đồ ấy thôi. Mà ba thằng Mỹ này đúng rồi, vẫn còn phải đi chơi Trung Quốc này bởi vì nó cứ tính đi một lon coca nó bán một đồng thôi mà biết một tỷ tư dân là biết một nó thu biết bao nhiêu tiền không đủ rồi, kinh tế bây giờ chiến tranh là chiến tranh kinh tế chứ đâu bây giờ đâu có nghĩ chuyện chiến đạn không chiến đạn là hiểm qua là đại khái là cũng như giống kiểu khó để mà chân chơi chứ đủ bây giờ thì thấy là mà nó không có hiểu được cái con đường tơ lụa mà đọc cái con đường tơ lụa mà nó thế hồn đủ mấy cái bài thằng Mỹ rồi nghĩa địa gì nó đủ má giờ nó đi bao dây mẹ chứ gọi là đủ má Châu Phi Nam Phi gì đủ má các nước châu Âu rồi đủ con đường tơ lụa nó bao trùm nó ráo rồi đủ má ở đủ bạn của này thì đi bạn rõ ràng anh Thạch Bích miền Nam là chiếm sản lượng là phải đến 6-70% chứ miền Bắc có cái gì để xuất khẩu sang Trung Quốc mấy đâu có mấy cái hàng tiểu thủ công mỹ nghệ này thì đáng bao nhiêu chủ yếu là từ thanh long măng cụt sầu riêng rồi lúa gạo hải sản nông sản phải từ khu Bình Thuận vào đến đồng bằng sông Cửu Long nhiều em lên biên giới á các cái xe trái cây mà đa số là các cái biển miền Nam là phải chiếm đến 6-7 xe à, ai Bình Tâm mày lên đây mày lên thì tao đi xuống tao lo cho cái thằng nhỏ coi à, ok bác đó bố xuống nè rồi bố xuống cho nó ăn cơm nước hả okay. Cái về cái lương thực thực phẩm ấy thì là cái khu vực Nam ấy nó là khu vực nhiệt đới mà nó có kiện thiên nhiên nó thuận lợi cho nên là trồng được nhiều cái loại lương thực thực phẩm hay là nuôi trồng nó tốt hơn. Còn miền Bắc thì là nó có hai mùa, mùa lạnh với lại nó có mùa lạnh cho nên là nó cũng hạn chế. Với lại thứ hai là miền Bắc dân cư cũng tập trung đông hơn, tức là mật độ dân cư cũng đông hơn mà cái dân thành thị ở miền Bắc cũng đông cho nên là rau củ quả hay là một số cái lương thực thực phẩm ấy là cung cấp cho bản thân mấy cái thành phố ở miền Bắc cũng gần như là gọi là gì nhỉ, tự cung tự cấp, thế là ở nông thôn thì chuyển đủ, ở thừa thì không nhiều, nhiều là từ khu vực miền Trung ấy, Bình Thuận ấy vào trong, bao gồm có các cái loại sầu riêng, măng cụt hay là nhãn, thanh long hay là chuối về rồi cá tôm cá tra cá giết ấy thì là trong đấy dù gì dân cư nói chung là miền Tây mới lại khu vực gì nhỉ Nam miền Trung ấy dân cư người ta cũng không đông đúc bằng thưa hơn ở dân ngoài Bắc này.
cho nên là những cái lượng thì phải xuất khẩu sang Trung Quốc là đúng rồi, đúng không? Mà không xuất khẩu sang Trung Quốc thì xuất khẩu đi đâu? Anh làm ra không không bán được cho Trung Quốc, không bán được ra nước ngoài thì Nói rồi, bà con mình ăn hết được đâu, em đúng nói không? như cái bài toán kinh tế nó rất dễ tính. Ở Trung Quốc nó bán sang Việt Nam một cái bát 5.000 thì nó thu lời được, nó thu được 5.000, nhưng Việt Nam chỉ cần xuất sang nó một gói tăm mà bán nó bán cái bát cho mình 5.000, mà nhân với 100 triệu dân thì nó được bao nhiêu. Nhưng mình bán một gói tăm 2.000 à 1.000 thôi, nhưng bán được 1.4 tỷ thì anh bảo nó là thu được bao nhiêu. Tức là chả ngu gì mà không làm ăn với Trung Quốc. Cái những cái nhà kinh tế như bà chị Lan còn nói là phải bài chung, thì em không biết là bà là chuyên gia kinh tế cái kiểu gì. Đó là một cái điều ông Trump tức giận, tại vì lúc lúc đầu á, lúc đầu cho Trung Quốc nhập vào kinh tế thế giới là hy vọng Trung Quốc là một nước tiêu thụ cho Mỹ, tại vì dân số nó rất là đông, nó cứ tính là vậy. Nhưng mà không ngờ Trung Quốc là một nước nó rất là bảo hộ cho nền kinh tế của nó, và nó muốn tự tự lập thôi. Bởi vậy ông Trump đó, một cái tiêu đài của chính trị của ông Trump là Trung Quốc không mua không chơi đều với À, cái ông Trung nó không hiểu được cái đặc tính của dân châu Á. Anh Thành Đông cũng nhận là đặc tính dân châu Á là cái chủ nghĩa dân tộc của họ nó hơi nó. cao, Đó, đúng đúng đúng. đúng không? Ừ, Nó cái không này như mình là chấp phương nhận. Tây hay Mỹ. Phương Tây hay Mỹ thì người ta không quan trọng là cái hàng hóa của nước nào, cứ quan trọng phù hợp với tiền và cái chất lượng nó đảm bảo là người ta dùng. Nhưng người châu Á, kể cả người Việt Nam, anh thấy như VinFast chỉ bán xe bằng cái niềm tin thôi, người ta cũng sẵn sàng góp tiền vào người ta mua. Tức là cái tinh thần của Việt Nam nó mới có tinh thần dân tộc, hoặc Trung Quốc cũng thế. Chứ Mỹ thì không có cái tinh thần dân tộc, ở chỗ là toàn người nhập cư, cho nên là họ sống theo cái kiểu cách khác. Thì ông Trung cũng không hiểu được cái đặc tính của từng nước, từng người của bản địa. Đấy, anh thấy không, có cái vụ nào mà xe chỉ mới công bố mà bán được đến mấy nghìn xe không? Em nghĩ ở phương Tây nó có, người ta phải thực tế nhìn thấy, mắt thấy tay sờ thì may ra người ta mới mua, chứ chưa nói là người ta cần phải trải qua thử nghiệm. Còn đây Việt Nam, ông vượng ông ra cái xe công bố là ngày này là xuất xưởng chẳng hạn, thì có phải là đặt hàng bằng cái niềm tin không? Chả có cái gì để mà chứng nhận là chất lượng hay là về cái gì, chỉ đọc thông tin và chứng nhận à, và đặt niềm tin vào đó là xuống tay đặt xe. Đấy, nó khác ở cái chỗ đấy. Ở đây báo chí thường thường ghép thêm cái từ là Việt Nam hàng hóa có chất lượng nha. Ở đây người ta công nhận cái chuyện đó. Trong khi mà hàng hóa ở Việt Nam thì đã đi với đến các nước, em nói là đơn giản thôi, đi Trung Quốc thì nó cũng có dễ hơn một số cái, nhưng các cái hàng xuất khẩu Trung Quốc cũng đều đã là ngon. Chứ nói là sang đến châu Âu với cả Mỹ thì cái hàng Việt Nam thì không thua kém gì những cái hàng nước ngoài đâu. Mà bây giờ đa số là những cái công ty lớn ở nước ngoài đặt ở Việt Nam thì tiêu chuẩn là phải theo họ rồi, gì Adidas các kiểu, Samsung. Một cái bất ngờ ha, mình mới thấy Việt Nam là nước xuất khẩu nhiều nhất là một hàng hóa điện tử đi đi đầu á. Tại vì mình cứ nghĩ là Việt Nam vẫn là trong giai đoạn xuất khẩu nông nông sản, nhưng mà thực chất nó không phải, nó chiếm hình như thứ ba thứ tư thôi à. Cái này em này cái này về một phần nó cũng của các nhà đầu tư FDI nước ngoài nhiều rồi anh, được ít VinFast cũng có chút điện thoại, mới chủ yếu Samsung các thứ. Ừ, đó. Bạn nói mình là cái cảm nhận là nước đang vào giai đoạn đầu, nói thẳng thắn lợi nhuận nhà đã vào nước mình ấy, anh thì tất nhiên là người ta có lợi nhuận và bán được cái sức lao động, tăng tăng cái giá trị lao động thêm, nhuận nhiều thì nói chung là hai bên cùng có lợi, nhưng mà người ta có Đấy lợi hơn. là cái anh nhìn thấy thôi, còn như
cái xuất khẩu của BKAV các cái camera hành trình giao thông sang Mỹ rất là nhiều nhé. Mà cái nữa là cái mà chúng ta không thể nhìn thấy nữa là cái xuất khẩu phần mềm ấy. Hợp tác xuất làm phần mềm FPT họ cũng làm ở bên Mỹ rồi các cái nước châu Âu rất là nhiều. Chúng ta không không tìm hiểu về cái mảng đấy, chúng ta không không nắm được. Nhưng mà em thấy cái mảng xuất khẩu đấy của Việt Nam như FPT nó làm các cái dịch vụ phần mềm cho các cái công ty rồi các nhà nước ở bên châu Âu bên Mỹ rất là nhiều. Cái đấy thì chúng ta lại không nhìn thấy bằng hiện vật. Thì có người nói là giờ mày mày chỉ là lắp ráp, Việt Nam vẫn lắp ráp thôi, mày đâu phải là sáng tạo cái gì. Mà xin lỗi nha, khi anh mở xưởng một nơi nào đó, anh cần có công công nhân và anh cần có người lãnh đạo công nhân đó, nó gọi là nhân sự đúng không? Là anh phải liên kết với chủ, là chủ đầu của người đầu chủ đầu tư để mà thành quả. Chứ khơ khơ anh nói mình chỉ là công nhân hạng bét, và cái đó là thực sự là nó không không nó không thực sự thật. Không đúng với cái giai đoạn này rồi. Ví dụ như em nói như cái công ty của ông Vượng ấy, thì cái người không tích cực thì nghĩ là mua công nghệ về lắp ráp làm, nhưng mà so ra thì cả châu Á này thì có mỗi Nhật mới Hàn là làm được tự xe, còn Thái Lan các thứ chưa có cái công ty như của ông Vượng luôn, chưa có công ty sản xuất xe, tức là còn chỉ lắp ráp cho các cái hãng xe khác, chưa có hãng xe riêng của mình. Đó là đã cái sự khác biệt. Rồi cho nói cái này, bên anh này nó tự giết chết xe, công nghệ xe của nó, là nó bây giờ nó chỉ lắp ráp xe cho Đức, cho Nhật thôi. Và mỗi khi mà nó tin mà tin tức mà Nhật xưởng Nhật nó muốn dời đi châu châu Á đó, là một chuyện rất là buồn cho một khu vực đó. Tại vì sao? Tại vì một cái xưởng lớn như Nhật hay là Honda đi, nó mở khu vực nào đó, nó sinh ra những công ty lẻ tẻ, tức là công ty gia đình chu cấp hàng hóa cho nó, chu cấp mấy cái linh kiện cho nó, thì nó có lợi, nó tạo thêm công việc Còn công nghiệp và phụ trợ nó sẽ mở phụ ra theo trợ đó. cái công ty ấy. Nhưng mà anh tại tại sao tại sao tại sao mấy tại sao mình không dám mà cứ cứ tạo máy móc để tranh tranh cạnh tranh trên thị trường, tại vì nó rất là nguy hiểm đúng không? Anh phải có hàng hóa của anh là nó phải có cái sự tin cậy của người tiêu dùng nữa. Và anh tự mình cứ đi đầu mà để đi cạnh tranh, nó không bền. Bây giờ mình phải khởi đầu từ từ gốc nào đó. Bây giờ mình có nhân sự, mình có những công nhân nó có thể hoàn thành được công việc cho chủ, thì mình đi đi từ bước đó mình đi lên. Xin lỗi nha, nếu mà anh nói anh lắp ráp thôi, nhưng mà anh cũng phải có người hiểu biết về về cái gì đó anh làm. Giả sử như anh làm cái máy, anh phải thử mỗi 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 là dụng cụ trong cái máy đó nó đạt được cái tiêu chuẩn không, chứ chẳng lẽ anh rắn cái con nút vô là xong, anh bỏ qua. Cái đó không phải, anh cũng cần có người phải hiểu biết về công nghệ đó đúng không? Em nghĩ như thế này là cái chiến lược của ông Vượng ấy, ông không chỉ đơn giản là lợi nhuận, bởi vì ông đồng ý là ông mua khung rầm máy móc của cái hãng, nhưng mà anh có biết là ông chỉ có sản xuất kia kiểu đó đâu, ông mở cả những cái trường để đào tạo con người ra, để đến khi mà tiếp nhận được công nghệ là tự tay sản xuất được. Bây giờ thì ông thuê những cái chuyên gia hàng đầu về để lắp ráp, và khi thuê những chuyên gia hàng đầu về để giảng dạy, ông đào tạo luôn tay nghề cho các người đấy, thì Đó, cái sau ý ý mình 5 nói 10 cái năm đó đó vẫn sẽ chuyển giao công nghệ được cho những cái bàn tay trẻ của Việt Nam đúng không anh, chứ không phải là ông chỉ đơn còn thuần là ông lắp ráp, ông lại còn giảng dạy đào tạo tay nghề nữa. Nên là cái định hướng của ông em không không chỉ là lợi nhuận, ông muốn phát giống triển như cho Việt Nam lâu dài. khi anh thử cái máy gì đó, nó ra con số trên máy tính, trên mạng máy tính, anh phải hiểu cái con số đó ý nghĩa là gì. Chứ chẳng lẽ anh
anh ráp vô rồi xong rồi anh chuyển qua thằng khác, nó không có làm chuyện đó. Thì anh cần một cái người phải đào tạo cao và đã đi qua trường học đại học rồi đó. Ít nhất anh cũng đã đi qua trường đại học rồi. Chứ đừng có nói là ở Việt Nam mình chỉ lắp ráp cho công nghệ, làm tay chân cho thế giới, xin lỗi nha, cái này là bậy, rất là bậy. Anh nói theo kiểu con nít, anh không. Nó có phải như là cái đồ chơi mô hình trẻ con thích nắp thế nào nắp đâu, nó khi nắp mà còn phải đạt cái tiêu chuẩn được đó quốc tế, đạt tiêu chuẩn của Việt Nam, đạt tiêu chuẩn quốc tế nữa. Chứ đâu có phải là cứ cái đơn giản nhé. Nhưng có những cái loại động cơ nó sản xuất nó cho cái vùng lạnh nó khác, cái vùng nóng nó khác, cái vùng sa mạc nó khác. Phải điều chỉnh được những cái đấy nó phù hợp với xuất khẩu sang cái vùng nào với nước nào, cứ sang những cái nước không căn được nó dưới âm mấy chục độ C mà nó chết cứng nó không đổ được thì làm sao mà đó là một cái bài toán nó còn phải nan giải chứ không đơn giản là lắp ráp. Rồi bây giờ là thôi xin phép hai anh em, các anh em trên diễn đàn nó cũng muộn rồi, thôi xin phép đi ngủ để cho nó mình đi ngủ cho nó giữ gìn sức khỏe cho nó tốt ông Lan Hoàng, mai đục cho nó chuẩn nữa. Sắp Tết rồi, hàng hóa thế nào, xuất đi được nhiều chưa? Em cũng làm có ít, còn ít giờ chứ dừng lại rồi. Thôi chào tất cả các anh chị em, cảm ơn các anh chị em đã tham gia diễn đàn. Chúc anh chị em vui vẻ nhá, ngủ tốt nhá. Mở diễn đàn, chào mọi người nhé, bye bye.